hàng triệu người Công giáo tại Việt Nam đang đổ về đất thánh trong tháng 11 năm nay tăng cao, đặc biệt là ngày 2 tháng 11. Hầu hết các đất thánh của các giáo xứ, của các họ đạo người Công giáo đều đông kín người về thăm viếng, dự lễ tại đất thánh. Một trong những nét đẹp của người Công giáo đó là tấm lòng luôn hướng về những người đã khuất, trong đó bao gồm tổ tiên, ông bà, anh chị em của mỗi người, và nhất là những linh hồn vô danh, không được ai nhớ đến. Giáo hội luôn cầu nguyện cho các linh hồn mỗi ngày, nhưng đặc biệt hơn cả là tháng 11. Sau thánh lễ, nhiều tín hữu còn nán lại bên ngôi mộ người thân yêu của mình, thầm thì khấn nguyện, thắp nén nhang trầm, tạo nên khung cảnh mờ ảo, diệu kỳ. Hương trầm tỏa lên cao, hòa với mây trời bàn bạc, nối kết đất trời, nối kết người sống, người quá cố, trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh. Sau cùng, tất cả mọi người đi chạp mộ đã cùng nhau thắp hương và dâng lên Chúa những câu kinh, lời ca để cầu nguyện cùng Chúa. Người Công giáo riêng tháng 11 còn gọi là tháng các linh hồn, để kính nhớ đến ông bà tổ tiên cùng những người đã khuất, và đặc biệt còn dành ngày mùng 2 Tết âm lịch để nhớ về cội nguồn của mình. Thế nên tháng 11 phải hiểu là tháng báo hiếu, tháng lập công cho ông bà tổ tiên và thân nhân. Vì người chết thì hết lập công đền tội, họ cần người sống làm việc thiện và cầu nguyện thay cho họ, để nhờ công đức và nhờ lời cầu nguyện của chúng ta, Thiên Chúa sẽ tha thứ và ban ơn cứu độ cho các ngài. Tháng 11 lại về như là lời nhắc nhở chúng ta về một thế giới không phải là âm hồn, mà là thế giới thần linh, một thế giới không còn oán hận, ganh ghét, và cũng là một thế giới trả lại công bằng cho cuộc sống trần gian của con người. Kẻ làm điều ác sẽ bị trầm luân trong hỏa ngục, kẻ sống chưa hoàn thiện đủ hay còn thiếu sót trong cuộc sống dương gian thì sẽ phải đền trả trong luyện tội, và kẻ sống trong ơn nghĩa Chúa sẽ ở bên cung lòng Chúa mãi mãi. Mỗi người chúng ta đều có người thân đã ra đi về với Chúa, hãy dành cho họ một chút hy sinh, một chút quà chia sẻ bác ái và một thánh lễ cầu nguyện cho họ. Đây là cách chúng ta sống tâm tình tri ân những ông bà cha mẹ và những người đã sống chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta hãy luôn nhớ tới cội nguồn tổ tông của mình, tổ tiên của chúng ta, những người đã khuất. Họ đang nơi chốn luyện ngục. Nơi chốn luyện ngục ấy, họ rất cần những lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Chúa, để chính những lời cầu nguyện của chúng ta như là những bậc thang giúp họ bước gần tới thiên đàng.
Thank you.